Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến ngày thứ sáu trong chuỗi 33 ngày khám phá bí mật của sự giàu có, để chúng ta đi tìm 33 quận kinh thư để giúp thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Hôm nay là ngày thứ sáu, răng nói về người giàu nhất thế giới. Cả nhà cùng hồi hộp cùng chúng ta cùng nghe nhé. Xem hành trình này, người giàu nhất thế giới là ai? Lại một ngày mới bắt đầu trên đỉnh của tòa biệt thự của ông chủ Răng. Như mọi ngày, David đến rất sớm thư phòng của Răng để có thể học tiếp những bài học đáng giá từ các quận kinh thư tiếp theo. Mọi người cùng làm với ông chủ đã bắt đầu tỏ ra ngạc nhiên khi thấy rằng tại sao những ngày này ông chủ Răng và người quản gia David buổi sáng nào cũng lên thư phòng và đàm đạo cả ngày mới về và sau đó lại lên tiếp. Mọi người bắt đầu bàn tán với nhau về câu chuyện của hai người. Ai nấy đều biết rằng thư phòng nơi biệt thự của ông chủ Răng ẩn chứa một bí mật kinh hoàng về sự giàu có chưa ai biết đến trong các cuốn gia cừu. Và chính những bí mật đó Răng đã học để trở thành người mệnh danh là người giàu nhất thế giới, mặc dù Răng chưa hề tuyên bố điều này bao giờ. Đã bao nhiêu năm nay, ai nấy cũng đều mong muốn chiếm lấy bí mật quý giá này từ ông chủ của mình. Giờ đây họ biết rằng tất cả những bí mật về sự giàu có vĩ đại nhất thế gian đã được trao lại cho David, người quản gia trung tín của Răng suốt 11 năm qua, mặc dù cho biết bao nhiêu thay đổi, biết bao nhiêu gia nhân đã đến và đi tại tòa lâu đài nguy nga tráng lệ chưa từng có mà gia sản của Răng đã xây dựng hàng thập kỷ qua và không chỉ giới hạn ở đó. David đến thư phòng sớm và ông ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh và phảng phất làn mây trắng bay qua lại. Những ngọn đồi xa xa sau căn biệt thự cổ kính được xây dựng nguy nga tráng lệ chưa từng có trên thế giới tại Jerusalem này đã làm cho David không tránh khỏi những cảm xúc của nhiều năm trước vọng về. Thời gian qua mau, chàng thanh niên ngày xưa đã lớn và David giờ này đã là một người ở tuổi tam thập lục. Nhưng những ước mơ ngày nào đối với anh vẫn luôn cháy bỏng. Anh thấy ông chủ Răng quả là một kỳ nhân, nhất là số tài sản của ông có thể. Mọi người đã tôn vinh ông là người giàu nhất thế giới quả là không sai. Tất cả những gia tài được xây dựng nhiều năm qua đã được Răng học từ cuốn 33 quận kinh này. Và ngày hôm nay, David đã được truyền thụ lại. Quả là một món quà vô giá nhất mà cuộc đời ông tận hưởng được. Cũng chính là bởi vì ông đã trung tín quản quản lý tài sản của ông chủ Răng trong nhiều năm qua mà ông đã tin tưởng gửi gắm lại tất cả, cũng như tất cả những bí mật về công cuộc làm giàu trong 33 quận kinh này. Mọi người đều tin nhất nhất vào những gì được ghi trong 33 quận kinh thư này có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người, cũng như đã thay đổi cuộc đời của Răng. Và rồi đến lượt David đã nhận được những bí mật tuyệt vời từ các cuốn gia cừu trong tập Người giàu nhất thế giới này. Nhưng có một câu hỏi vô cùng nghi vấn đã theo đuổi mọi thế hệ, kể cả chính người sở hữu những cuốn gia cừu này. Vậy người giàu nhất thế giới này là ai? Và thẩm quyền của ông có phải chỉ trên tài sản không thôi, hay có thẩm quyền vượt thời gian và không gian? Câu hỏi này không ai giải đáp được. David nảy sinh những ý tưởng này ở trong đầu và ông muốn hỏi ông chủ Răng của mình. Vừa lúc đó, Răng bước lên và hỏi David: "Cháu đã thấu hiểu những gì mà bài học hôm qua đã học chưa?" David thưa rằng: "Dạ, cháu đã hiểu rồi ạ. Nhưng có một điều này cháu muốn hỏi ông chủ có được không ạ?" Răng nói rằng: "Có điều gì cháu cứ thưa, ta ở đây để cho cháu hỏi, giống như ngày xưa thầy ta ở đây để trả lời các câu hỏi của ta." David thưa rằng: "Có phải mọi lời được ghi trong quận kinh thư này đáng tin cậy không ạ?"
Giăng nói với David rằng: Ngươi hãy nhìn thấy các biệt thự mà ta đã xây dựng. Ngươi hãy nhìn thấy các đàn gia súc mà ta đã mua về. Ngươi hãy nhìn thấy tất cả các cánh đồng mà ta đã có tại vùng Jerusalem này. Và ngươi hãy nhìn các gia nhân phía dưới, hàng ngàn gia nhân như thế. Ngươi hãy nghĩ, hãy nhìn vào chính ngươi suốt 3 năm qua, có ngày nào không ngươi không không đủ ăn, không đủ mặc không? Không có ngày nào cả. Và ngươi hãy nhìn vào ta suốt 11 năm qua ngươi ở đây, xem nhân cách của ta thế nào. Tất cả những điều đó ta có được ngày hôm nay chính là từ các cuộn kinh thư này. Ngươi có tin vào các cuộn kinh này không? David thưa rằng: Cháu hoàn toàn tin vào tất cả những gì được nói trong cuộn kinh này, nhưng đây là cuộn kinh người giàu nhất thế giới. Ông có thể cho cháu đặt được một câu hỏi có được không? Giăng nói rằng: Cháu cứ đặt câu hỏi đi. David thưa rằng: Vậy mạn phép cho cháu hỏi, người giàu nhất thế giới đó là ai? Vừa nghe xong câu nói, Giăng ngồi sụp xuống ngạc nhiên đến cực độ. Và trong tích tắc, ông bình thản lại, giọng nhẹ nhàng nói với David: Cháu muốn biết người giàu nhất thế giới là ai, để làm gì? David thưa: Mọi người đều nhắc đến ông như người giàu nhất thế giới, vì đã sở hữu một bí mật tuyệt vời có thể làm nên một người như ông ngày hôm nay. Nhưng ông thì lại không không nói mình như thế. Cháu muốn biết cặn kẽ người giàu nhất thế giới đó là ai và chân dung người đó như thế nào. Giăng nói rằng: Ngay cả ta cũng không biết nữa, nhưng trong thời đại chúng ta thì người ấy đã đến. David hỏi ngay lại: Vậy chân dung người ấy như thế nào và làm thế nào để biết được người ấy? Giăng hỏi ngay lại David rằng: Ngày hôm qua cháu vừa mới học bài học gì trong cuốn gia kiều này? David thưa: Ngày hôm qua cháu đã học được bài học sống trung thực ạ. Giăng nói ngay liền tiếp theo: Mặc dù ta không biết chính xác ai là người giàu nhất thế giới, nhưng người ấy đã xuất hiện trong thời đại chúng ta quanh đây thôi. Và có điều mà ta nhận biết được ngài đúng như bài học hôm qua mà cháu được học, đó chính là trong miệng ngài không có điều chi là dối trá. Người giàu nhất thế giới mà cháu muốn gặp chính là người mà trong miệng ngài không có điều chi là dối trá. Nếu cháu tìm được một người như vậy thì chính ngài là người giàu nhất thế giới. David thưa lại rằng: Cháu tìm đâu ra được một người sống trong thế giới này mà trong miệng người đó không có điều chi là dối trá? Cháu tìm được người nào đây? Ông chủ Giăng biết rằng những điều mình nói ra là chân thật, nhưng David vẫn không thể hình dung ra một người như thế, và chính ông cũng không thể biết chính xác người ấy là ai. Nhưng thầy của ông khi truyền lại những gì được ghi trong cuốn kinh này đã nói như thế, cho nên ông tin vậy. Trong cuộc đời mình, đôi lần Giăng cũng không tránh khỏi nói điều không phải, sai sự thật. Cho nên ông biết rằng mình không thể được gọi là người giàu nhất thế giới, David lại càng không thể. Nhưng đó cũng là nan đề bao năm qua mà không chỉ mọi người dân quanh đây tìm kiếm, mà cả thế hệ đã tìm kiếm một nhân vật như thế. Nhưng ngài vẫn bật bật vô âm tín, không có một chút manh mối, càng không có chút hy vọng nào về một nhân vật như thế. David cũng lấy làm lạ, nhưng ông cũng không tài nào lý giải được trên đời này làm sao mà có một người như thế. Và câu hỏi này vẫn đau đáu trong lòng ông nhiều lần, nhiều ngày sau đó. Ông chủ Giăng ngắt dòng suy nghĩ của cả hai và nói: Thôi nào, chúng ta bắt đầu học bài học hôm nay đi chứ. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Sau 33 ngày này, cháu đã biết mọi điều tường tận về tất cả những nguyên lý về sự giàu có mà tất cả mọi người trên thế giới này đều đi tìm. Và tương lai trước mắt, cháu cũng như hậu thế cháu mở ra một cánh cửa lớn chưa từng thấy về sự thay đổi nền kinh tế trên tầm mức vĩ mô.
Cháu hãy đọc tiếp đi. David thưa rằng, cháu bắt đầu đọc đây. Cuộn kinh thứ sáu, nguyên tắc thứ tư, tạo lập sự giàu có. Sự dư giả là tình trạng tự nhiên. Anh đã nhận được sự giàu có và sự giàu có vẫn còn mãi. Bạn có thấy điều được ghi trên câu trên vô cùng ý nghĩa và đảm bảo một sự thật hiển nhiên trong cuộc đời mình không? Có một sự thật là vũ trụ vô cùng dư dật và sự dư dật này vẫn còn ở mãi đó, chỉ chờ bạn đến lay nó mà thôi. Sự dư dật của vũ trụ là một trạng thái tự nhiên khi nó được đấng tạo hóa tạo ra. Nói đến sự dư dật chính là ta nói đến sự chu cấp đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người, mọi nơi, mọi cấp độ. Và sự chu cấp đó nhiều hơn đủ. Đó chính là sự chu cấp dư dật mà ta nói đến. Nói một cách dễ hiểu về sự dư dật của vũ trụ, bạn hãy hình dung rằng sự dư dật của vũ trụ giống như là một đại dương mênh mông, và bạn lấy nước của đại dương bằng một cái ly, một cái chén, một cái thùng, hay thậm chí là lấy nước bằng một con sông hay sự dư dật của biển cũng đủ nước cho bạn và cung cấp dư hơn nữa những gì bạn muốn lấy. Bạn có hình dung ra được sự dư dật của vũ trụ này không? Nếu đến bây giờ bạn vẫn nghi ngờ thì tôi cho bạn thấy có phải bạn chính là người giàu nhất thế giới không? Bây giờ tôi hỏi bạn rằng nếu một người giàu nhất thế giới trong con mắt bạn là người có thật nhiều tiền, có thật nhiều ngựa, có thật nhiều biệt thự, có và thật nhiều ruộng đất, và là người hào hoa nhất mà bạn chưa từng biết đến, như bạn biết đến trên thế gian này, người giàu nhất thế giới đã từng được biết đến là vua Salomon. Một ngày kia, vua Salomon đến gặp bạn và nói: "Này nhà ngươi, hãy chặt một cánh tay cho ta sẽ cho ngươi một mảnh vườn mà ngươi muốn." Vậy là bạn có chịu không? Câu trả lời của bạn 90% là không. Bởi vì từ đôi tay của bạn, bạn có thể làm ra một gu vườn, nhưng từ một mảnh vườn bạn không thể làm ra được một cánh tay được. Vậy bạn sở hữu được một khu vườn mà không ai có thể lấy cắp được. Đó chính là bàn tay của bạn. Vì bàn tay của bạn làm nên tất cả, và điều này vẫn còn mãi đó. Bạn có muốn biết sự dư dật của bạn hơn nữa không? Bạn đổi gia đình hạnh phúc của mình với đáng giá bao nhiêu? Bạn đổi đôi mắt của mình với giá bao nhiêu? Bạn đổi đôi chân của mình với giá bao nhiêu? Bạn đổi trái tim của mình với giá bao nhiêu? Bạn đổi những gì bạn đang có ngay giây phút này đây với giá bao nhiêu? Có một con số đó là 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ hay 2 tỷ tỷ đều không thể mua được những gì bạn đang có. Vậy có phải bạn là người giàu có chưa? Bạn hãy trả lời câu hỏi đây cho đến khi bạn hiểu rằng đấng tạo hóa đã ban cho bạn sự dư dật ngay cả khi bạn sinh ra, và điều này vẫn còn mãi tiếp diễn. Vậy có bao giờ bạn mang ơn đấng tạo hóa đã ban cho bạn sự dư dật không? Đếm xuể đó chưa? Hay bạn vẫn tiếp tục đòi thêm nữa mà không biết rằng sự dư dật của mình đủ để tạo ra tất cả những gì bạn muốn có trên thế gian này? Hãy giữ tâm trí của mình bám chặt vào sự dư dật và hãy hiểu rằng vũ trụ cũng có sự dư dật mà bạn đang thụ hưởng như thế. Chia sẻ luôn mang lại lợi ích nhiều hơn, chứ không phải giữ lấy giúp bạn giàu có. Để có được sự dư dật bên ngoài, nhất thiết bạn phải có trạng thái tự họa về sự dư dật ở bên trong. Vì bạn biết rằng yếu tố bên trong tạo nên yếu tố bên ngoài. Nếu yếu tố bên trong của bạn đủ mạnh đến nỗi bạn nghĩ mọi thứ đều dư dật và bạn cũng dư dật như thế, tất yếu bạn sẽ tạo ra trạng thái bên ngoài về sự dư dật như vậy.
Như bạn biết rằng bạn chính là những gì bạn nghĩ, cho nên nếu như bạn muốn có một trạng thái dư dật bên ngoài thì nhất thiết bạn phải tạo ra sự dư dật tự họa từ bên trong. Và đây chính là nguyên lý quan trọng để tạo nên sự giàu có vững bền cho bạn. Về cơ bản, suy nghĩ tạo nên cảm xúc, cảm xúc tạo nên hành động và hành động tạo nên kết quả. Nên bạn muốn thay đổi kết quả, hãy thay đổi mình, hãy thay đổi cách mình suy nghĩ, bởi vì bạn suy nghĩ về sự thiếu kém, cho nên bạn có kết quả của một người thiếu kém. Nếu bạn có suy nghĩ của một người dư dật thì chắc chắn kết quả của sự dư dật một ngày nào đó sẽ đến với bạn dù sớm hay muộn. Bây giờ có một mô thức quan trọng như thế này: suy nghĩ dẫn đến cảm xúc dẫn đến hành động và hành động tạo ra kết quả. Kết quả nghèo khó bởi vì bạn suy nghĩ nghèo khó. Bây giờ bạn muốn dư dật giàu có thì bạn hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình rằng vũ trụ giàu có và dư dật là điều chắc chắn tạo ra được kết quả của sự giàu có và dư dật. Và bây giờ, để tạo ra sự giàu có vốn dĩ mà bạn phải có, bạn phải bám chắc vào nguyên lý này: sự dư dật là trạng thái tự nhiên của bạn. Và chính nguyên tắc này sẽ cho bạn sự dư giàu có viên mãn mà bạn muốn. Và đây cũng chính là sự thật của tự nhiên vốn dĩ của giàu có. Như bạn biết rằng, sau khi đã đọc các nguyên tắc đầu tiên trong những quyển kinh, bạn biết rằng nguyên tắc 1, bạn chính là những gì bạn nghĩ, hay nói cách khác, mọi thứ đều biểu lộ. Nếu bạn biểu lộ sự thiếu thốn, về cơ bản, bạn là người thiếu thốn. Nếu bạn biểu lộ sự dư giả, thì bạn là người dư giả. Vậy nên, hãy biểu lộ sự dư giả. Và chính là điều mà được nói đến trong nguyên tắc thứ tư này. Sự dư giả là trạng thái tự nhiên của bạn. Nguyên tắc thứ hai là làm có. Điều này có nghĩa là gì? Đó chính là bạn muốn có cái gì thì bạn hãy là người cho đi ngay từ lúc đầu. Nếu bạn muốn mình giàu có thì trước nhất bạn phải nghĩ mình là người giàu có trước. Bạn có nghĩ mình là người giàu có chưa? Nếu chưa thì bạn hãy quay lại đọc lại từ đầu rằng của từ đầu của quận kinh này để bạn biết rằng bạn giàu có đến mức nào, tất cả những gì bạn nhận được bên ngoài, bạn phải tự họa những điều đó ở bên trong trước. Và đó chính là nguyên tắc còn mãi dẫn bạn đến sự giàu sang. Không có bất kỳ kết quả nào nếu như bạn không có nỗ lực. Mọi nỗ lực đến từ sự bạn bạn biết rằng mình có đủ nỗ lực. Và để mình có đủ nỗ lực thì điều này phải đến từ suy nghĩ của bạn. Và hãy để suy nghĩ của bạn gắn kết với điều tuyệt vời nhất này: sự dư giả là tình trạng tự nhiên của bạn. Khi bạn hiểu rằng sự dư giả là tình trạng tự nhiên của bạn thì bạn cũng chính lúc đó bạn biết rằng bạn phải cho đi, và trong sự cho đi bạn luôn nhận lại được nhiều hơn. Đó chính là nguyên tắc thứ năm về tạo lập sự giàu có mà bạn sẽ đọc tiếp trong cuốn kinh thư tiếp theo. Tuy nhiên hãy nhớ rằng bạn đã dư dật ngay từ khi mới lọt lòng và sự dư dật đó vẫn còn tiếp tục. Bạn có biết sự dư dật là trạng thái tự nhiên của mình không? Vậy bạn đã xem đây, một hạt mầm lúa được gieo xuống đất. Hạt mầm lúa này ngay khi gieo xuống đất đã biến đổi và mất đi tính lúa khi gieo xuống. Bạn có nghĩ rằng mình đã mất một hạt lúa không? Dĩ nhiên bạn nghĩ như vậy thế chứ. Vì ngay khi hạt mầm đâm chồi, nó không còn là hạt lúa nữa, cũng như bạn thấy sự thiếu thốn khi mất đi điều gì đó. Nhưng bạn có biết rằng đấng tạo hóa đã cấu trúc vũ trụ theo cách của sự dư dật. Và điều kỳ lạ, sau 3 tháng, một hạt lúa kia đã nở thành cây lúa và các bông lúa đã xuất hiện. Một hạt mầm lúa ban đầu đã được ra 10 hạt, 20 hạt, 30 hạt và có cây lên đến 100 hạt và hơn thế nữa. Vậy có phải sự mất đi của hạt lúa mầm là tương lai sẽ cho bạn nhiều hạt lúa mầm không? Đó chính là trạng thái dư dật của tự nhiên được cấu trúc bởi đấng tạo hóa kỳ diệu. Như bạn biết rằng, bao giờ quả đất này sẽ hết hết nước
nước của đại dương mênh mông kia dưới tác động của ánh sáng mặt trời bốc hơi lên và mặt đất ngày càng khô hạn, nước sông bốc hơi, nước biển bốc hơi. Nhưng có bao giờ bạn thấy nước biển hết nước không? Không bao giờ, bởi vì khi nước bốc hơi thì chính hơi nước tích tụ trên các tầng mây. Các tầng mây tích tụ sẽ sinh ra mưa và mưa sẽ cho nước lại rơi xuống đất. Trong chu trình này, ta thấy được sự dư giả của nước biết chừng nào, và điều này còn thấy trong mọi vật vô cơ và hữu cơ khác. Ở tự nhiên chứa đựng sự dư giả chưa từng có, và điều này được ẩn chứa trong quy luật muôn thuở của mọi thời đại. Bất kỳ sự ra đi của một sự vật đều mang lại sự đáp trả lớn hơn, và điều này cho thấy vũ trụ dư dật. Bạn càng cảm ơn đấng tạo hóa thì bạn càng được bạn cho nhiều hơn. Bạn càng thể hiện sự dư giả mà đấng tạo hóa ban cho bạn, bạn càng được nhận sự dư giả nhiều hơn nữa. Nếu bạn nghĩ rằng mình là người thiếu thốn và sau đó chính vì nguyên nhân thiếu thốn bạn đi tìm sự đủ bằng cách làm việc, nhưng nếu như thế bạn sẽ mãi thiếu thốn chứ không bao giờ có được. Nguyên nhân của điều này là bởi vì chính suy nghĩ thiếu thốn. Thì dù bạn có làm thế nào đi chăng nữa, sự thiếu thốn vẫn ở đấy. Nhưng bởi vì bạn người dư giả, và chính vì sự dư giả bạn đang có, bạn bạn ban cho sự dư giả đến với mọi người và mọi người mang đến sự dư giả cho bạn nhiều hơn, thì đó mới chính là nguyên tắc đúng để bạn trở nên dư dật. Bạn không tìm kiếm sự dư dật vẫn hằng ở đó vì đấng tạo hóa đã ban sự dư dật đến cho bạn ngay từ khi bạn mới lọt lòng. Vì khi xuất phát từ suy nghĩ dư dật đó, sự dư dật hơn nữa tất yếu sẽ đến với bạn. Càng đến bạn càng cảm ơn đấng tạo hóa thì điều bạn mong muốn về sự giàu có sẽ trở nên hiện thực và sinh động hơn bao giờ hết. Vậy là bạn biết mình dư dật, hãy cho đi và bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Quận kinh tiếp theo sẽ cho bạn nguyên tắc quan trọng này, hãy chờ nhé. Còn bây giờ, khẳng định điều dưới đây mỗi sáng và tối trong vòng 30 ngày kế tiếp theo, hay cho đến khi nó thành sự thật của với bạn. Tốt nhất là điều này làm trước khi đi ngủ và trước khi ra khỏi giường vào buổi sáng. Lặp lại nó bằng cảm xúc niềm tin, sự hình dung và chấp nhận. Tôi dư dật trong mọi cách tốt đẹp, tiền bạc vô hạn là của tôi. Tôi để tôi tiết kiệm, đầu tư, nhân lên và chia sẻ. Sự dư giả của tôi đang khiến mọi người tốt hơn. Tôi giữ chặt lấy sự dư giả và sự dư giả giữ chặt lấy tôi. Mình đọc lại cho các bạn nghe nhé. Tôi dư dật trong mọi cách tốt đẹp. Tiền bạc vô hạn là của tôi, để tôi tiết kiệm, đầu tư, nhân lên và chia sẻ. Sự dư giả của tôi đang khiến mọi người tốt hơn. Tôi giữ chặt lấy sự dư giả và sự dư giả giữ chặt lấy tôi. Cả nhà này nghe không ạ? Tôi dư dật trong mọi cách tốt đẹp, tiền bạc vô hạn là của tôi, để tôi tiết kiệm, đầu tư, nhân lên và chia sẻ. Sự dư giả của tôi khiến mọi người tốt hơn. Tôi giữ chặt lấy sự dư giả và sự dư giả giữ chặt lấy tôi. Mình đọc lại tiếp nhá. Tôi dư dật trong mọi cách tốt đẹp, tiền bạc vô hạn là của tôi, để tôi biết tiết kiệm, đầu tư, nhân lên và chia sẻ. Sự dư giả của tôi đang khiến mọi người tốt lên. Tôi giữ chặt lấy sự dư giả và sự dư giả giữ chặt lấy tôi. Vậy là đã hết ngày 6. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi ngày 6. Bài 6 này thế cả nhà thấy thế nào ạ? Cái nguyên tắc này cả nhà hãy đọc thuộc nhá. Tôi dư dật trong mọi cách tốt đẹp. Tiền bạc là của tôi để tôi tiết kiệm, nhân lên, tiết kiệm này, đầu tư, sau đó mới nhân lên và chia sẻ. Sự dư giả của tôi khiến cho mọi người được tốt hơn. Tôi giữ chặt lấy sự dư giả và sự dư giả giữ chặt lấy tôi. Xin cảm ơn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong ngày thứ bảy để biết được hành trình mới của David nhé.